Tuyết Cương, đọc những bình luận đó tôi sốc lắm. Họ nói tôi là nghệ sĩ hết thời mới làm YouTube. Nghệ sĩ biết gì về kỹ thuật mà nói? Tuyết Cương chia sẻ. Không có cơm ăn, tôi cũng không đóng quần chúng. Tuyết Cương là gương mặt nghệ sĩ thế hệ 7X khá quen thuộc với khán giả. Mặc dù xuất hiện không quá nhiều, nhưng mỗi vai diễn của anh đều để lại ấn tượng sâu sắc. Chia sẻ trong chương trình Lời Tự Sự, Tuyết Cương cho hay anh từng đi học ngành hàng hải, nhưng vì không đủ đam mê nên chuyển sang nghề diễn. Ngày nhỏ tôi ước mơ làm họa sĩ. Khi thi đại học, tôi lựa chọn hai ngành là hàng hải và kiến trúc. Tôi đậu ngành hàng hải, nhưng cảm thấy nghề này không phù hợp với mình. Bản thân tôi thích vẽ, thích đàn hát, nhưng các bộ môn trong trường hàng hải lại không phù hợp với tôi. Trong ký túc xá của trường, tôi chỉ đàn hát suốt ngày, chứ không hề có đam mê với máy móc, thiên văn địa lý. Đến năm thứ hai, điểm của tôi rất yếu và phải thi lại nhiều môn. Vì không đúng đam mê, tôi học không vào, lên lớp chỉ ngủ thôi. Lúc đó tôi ở trọ gần trường sân khấu, thấy rất nhiều nghệ sĩ như chị Hồng Vân, Hồng Đào, Hữu Nghĩa đi ngang rất nhiều. Tôi mê những nghệ sĩ đó và quyết định đăng ký vào để học dự thính, vì lúc đó đã quá hạn thi vào trường rồi. Cơ duyên làm sao là tôi vào đăng ký cùng lúc với Việt Hương luôn. Việt Hương đi trước tôi nửa bước chân vào cổng trường. Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh cô ta dắt chiếc xe Charlie 50, người nhỏ xíu bước vào trường. Học được nửa năm thì thầy Công Ninh nói, hai em có năng khiếu lắm nên thi lại để học đi, chứ học dự thính thì uổng lắm. Thi lại thì chúng tôi vào lớp của thầy Minh Nhí với điểm tương đương thủ khoa đó. Vào nghề muộn nhưng Tiết Cương đã tìm thấy đam mê của mình nên anh luôn trân trọng nghề nghiệp. Nam diễn viên cho hay anh không chấp nhận việc chạy sâu hai vai diễn một lúc mà luôn chỉnh chu cho từng vai diễn. Tiết Cương quan niệm tuổi nghề của diễn viên rất là dài, còn trẻ thì đóng thanh niên, về già thì đóng ông nội ông ngoại. Thành ra cuộc đời của nghề diễn rất dài nên tôi không vội vã. Vai diễn nào tôi thích mới đóng, chứ không đóng ồ ạt và không bao giờ đóng hai phim cùng lúc. Mỗi phim tôi quan trọng tạo hình nhân vật lắm, nên khi đóng phim này, tạo hình nó khác, mình không thể đem qua phim khác để đóng tiếp được. Tôi không thích như vậy. Nhiều người nghĩ Tiết Cương đóng nhiều phim lắm, nhưng thực tế tôi làm phim rất ít. Năm 2001, tôi đóng Hướng Nghiệp phần 1, 2004 thì đóng phần 2. Đến 2009 tôi đóng Cô Nàng Bất Đắc Dĩ và 2010 tôi mới đóng Cảnh Sát Hình Sự phần Vật Chứng Mong Manh. Tôi nhận được nhiều lời mời lắm, nhưng tôi cảm thấy kịch bản không thực sự xuất sắc thì tôi không nhận. Thật sự là tôi không bào bản thân, cuộc sống ngoài đời cũng rất chậm rãi chứ không vội vã. Ngay từ khi còn học trong trường sân khấu, dù rất là khổ, không có cơm ăn nhưng tôi cũng không nhận lời đi đóng quần chúng. Không phải là mình chê, nhưng tôi nghĩ khi đã học bài bản rồi thì phải được vào vai đàng hoàng mới đóng. Nhiều người không hiểu, nghĩ tôi chê vai nhỏ, nhưng không phải. Vai nhỏ mà có tính cách, có số phận, tôi vẫn đóng. Lúc đọc những bình luận đó tôi rất sốc. Hạn chế nhận làm phim nên Tiết Cương đã dùng kênh YouTube như một cách để bộc lộ bản thân và giao lưu với khán giả. Tuy nhiên nam diễn viên đã bị sốc khi gặp phải những bình luận không hay. Tôi làm kênh YouTube để giới thiệu danh lam thắng cảnh, các món ăn ra bạn bè thế giới. Đồng thời tôi cũng gửi gắm một chút hoài niệm về tuổi thơ của thế hệ 7X. Trước giờ, làm phim thì khán giả chỉ khen chê nhân vật của mình thôi. Nhưng trên YouTube thì khán giả nhận xét thẳng thắn về con người của mình luôn. Lúc đọc những bình luận đó tôi rất sốc. Họ nói tôi là nghệ sĩ hết thời mới làm YouTube. Nghệ sĩ biết gì về kỹ thuật mà nói. Nhưng tôi chỉ sốc ban đầu thôi. Tôi lấy những bình luận đó làm động lực để hoàn thiện mình. Từ đó khiến khán giả tin tưởng mình hơn. Từ khi làm YouTube đến giờ, tôi thấy mình được nhiều hơn là mất. Thứ nhất, tôi có thêm thu nhập để chi trả tiền xăng tiền chợ. Thứ hai, tôi nhận được tình cảm của khán giả rất là nhiều. Có cả những khán giả 9X, 2K gọi tôi là chú hoặc idol. Một lần tôi đi quay ở Cà Mau, khi đó mới làm YouTube được có 2 tháng thôi, nhưng nhiều người từ tận cùng đất mũi vẫn biết tôi. Có đoàn khách từ Quảng Ninh vào đó du lịch vẫn nhận ra tôi, làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ rằng sự lao động nghệ thuật của mình đã có kết quả. Thời gian gần đây, Tiết Cương gây bất ngờ khi âm thầm tổ chức hôn lễ với bà xã trẻ tuổi. Chia sẻ trong chương trình, nam diễn viên cho hay, với tính cách của tôi, nếu lấy vợ trẻ thì hợp lý, chứ thời 20-30 mà cưới thì chắc bây giờ đã lấy được nhiều vợ lắm rồi. Vì khi đó tính tôi lãng tử, thích bay bổng, thích đi đây đi đó mà chưa muốn dừng chân. Đến khi nào chững chạc, muốn ổn định thì mới hợp lý. Mọi sự đều là chữ duyên, khi chữ duyên đến và đủ thì chúng tôi gặp nhau, đến với nhau. Thực ra vợ là fan của tôi, cô ấy đã theo dõi tôi từ 20 năm nay. Còn bản thân tôi đã không còn sự hấp tấp
đủ kinh nghiệm đã cảm nhận được đó là người phù hợp hay không. Còn chuyện tuổi tác tôi nghĩ do suy nghĩ của mình thôi. Nếu mình tự tin thoải mái thì lúc nào mình cũng như thanh niên vậy.